Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được phản ánh của một số hộ dân ở xóm 9, xã Nam Thành, huyện Nam Đàn về việc là từ năm 2007 thực hiện chủ trương phủ xanh đất trống đồi núi trọc, 48 hộ dân đã được nhận đất triển khai trồng hơn 41 hectare cây keo lai. Tuy nhiên, khi đến thời điểm khai thác lứa 2, họ lại không được thu hoạch. Phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối đã đi tìm hiểu cụ thể về nội dung này. Đây là một phần diện tích cây keo lai thuộc lứa thứ hai mà gia đình anh Bùi Hữu Hiếu, xóm 9, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn trồng theo chủ trương nhận đất rừng sản xuất từ năm 2007. Hơn 3 hecta cây nguyên liệu tới kỳ khai thác. Vậy nhưng gia đình vẫn không được phép thu hoạch với lý do diện tích rừng trồng này nay đã thuộc rừng đặc dụng. Về cái độ tuổi cấy là đến 5 năm 6 năm rồi để đến thu hoạch rồi. Thì vào cái mùa thiên tai này là cũng mong muốn rằng là các cấp các ngành xem xét cho và gia đình tôi là để được thu hoạch. Qua tìm hiểu được biết, năm 2007, xã Nam Thanh thực hiện chủ trương của huyện Nam Đàn nên đã chia đất cho dân phủ xanh đất trống theo nghị định 163. Theo đó đã có 48 hộ nhận đất trồng cây nguyên liệu. Tuy nhiên đến năm 2014, toàn bộ gần 42 ha đất rừng sản xuất được đưa vào nằm trong 200 ha rừng đặc dụng. Thế nhưng thời điểm đó, cơ quan chức năng lại không thu hồi đất, yêu cầu người dân dừng sản xuất. Vì vậy, năm 2015, các hộ dân ở đây tiếp tục trồng vụ 2 và cho đến kỳ thu hoạch này thì không được phép khai thác. Tôi là người dân bỏ cống bỏ của vay mượn nợ nần các thứ đầu tư vào đấy mà bây giờ là trên không cho chúng tôi khai thác thì chúng tôi mang nợ nần. Chính sách nhà nước là xóa đói giảm nghèo mà giờ làm thế này. Từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, 48 hộ có đất rừng và chính quyền xã Nam Thanh đã hai lần gửi đơn đề nghị lên các cơ quan liên quan, từ cấp huyện đến tỉnh, cho phép khai thác phần diện tích cây nguyên liệu đã trồng trong rừng đặc dụng. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được chấp thuận. Sau khi người dân đề xuất để mà khai thác đến đó, thì chúng tôi về phía ban quản lý đặc dụng Nam Đàn, thì chúng tôi đã làm cái văn bản gửi Tổng cục Lâm nghiệp, cũng như gửi ban nhân dân tỉnh cũng như Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và được trả lời rằng là cái rừng đặc dụng này là không được khai thác, không được tác động đến cái rừng đặc dụng này. Cho nên chúng tôi căn cứ vào các cái văn bản trả lời cũng như các cái điều khoản để mà thi hành. Chúng tôi rất mong muốn là các cơ quan có thẩm quyền xem xét nghiên cứu rồi có những cái chính sách như thế nào để tạo điều kiện cho là người nông dân được cái thu hoạch cái sản phẩm mình trồng ra. Sau đó sẽ có những cái quản lý trong thời gian tiếp theo là theo đúng quy định của pháp luật. Khi nhân dân trồng này nó thì toàn bộ từ vật tư phân bón rồi cấy giống rồi cống trồng, cống chăm sóc bảo vệ đều là do nhân dân tự bỏ ra 100%. Mùa mưa bão đến cũng là lúc các hộ trồng keo ở xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn không khỏi lo lắng. Bởi theo người dân, khi mà loại cây trồng này đã quá chu kỳ tuổi khai thác thì thân cây sẽ trở nên giòn và xốp, dễ đổ gãy. Sản lượng gỗ vì thế cũng sẽ bị giảm. Sự chồng chéo giữa rừng sản xuất xen lấn rừng đặc dụng nhưng lại không được giải quyết ngay từ đầu đã khiến cho nhiều hộ trồng cây nguyên liệu gặp khó khăn, vướng mắc. Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện về cho chúng tôi theo số điện thoại 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.